Xin kính chào quý phụ huynh, các bạn và các con học sinh thân mến. Hôm nay chúng mình học tiếng Việt lớp 2 mới, tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống, bài 12 Bờ tre đón khách. Cô mời các con tham gia khởi động để chúng mình ôn lại bài học cũ. Bài trước con đã học đó là bài gì? Bài trước con đã học đó là bài Sự tích cây thì là vì sao cây này có tên là thì là cây nhỏ có tên thì là vì cây nhỏ vội vàng quá khi ông trời đang băn khoăn suy nghĩ nên ấp úng thì là thì là thế cây tưởng rằng đó chính là tên của mình và đã đi khoe với mọi người là ông trời đã đặt cho mình tên là thì là và từ đó cây nhỏ có tên gọi là cây thì là. Cây thì là dùng để làm gì? Đây là cây thì là, lá và thân cây dùng để nấu ăn các món cá hoặc là ngao, chả cá, chả mực, vân vân. Còn hạt thì là dùng để làm thuốc. Vậy qua bài sự tích cây thì là, chúng ta hiểu vì sao lại có loài cây tên thì là. Và bây giờ cô có bức tranh sau. Các con hãy quan sát tranh và nhận xét về cảnh vật được vẽ trong tranh. Bức tranh vẽ cảnh những bụi tre ở bên bờ ao có những chú cò, đàn chim ghé chơi và đây chính là bức tranh minh họa cho bài đọc bờ tre đón khách mà hôm nay chúng mình sẽ học các con nghe cô đọc mẫu bờ tre đón khách bờ tre quanh hồ suốt ngày đón khách một đàn cò bạch hạ cánh reo mừng che chợt tưng bừng nở đầy hoa trắng đến chơi im lặng có bác bồ nông đứng nhìn mênh mông im như tượng đá một chú bói cá đỗ xuống cành mềm chú vụt bay lên đậu vào chỗ cũ ghé chơi đông đủ cả toán chim cu ca hát gật gù ổ che rất mát khách còn chú ếch ý ộp vang lừng gọi sao tưng bừng lúc ngày vừa tắt võ quảng các con thân mến, khi đọc bài này, các con đọc với giọng vui tươi để thể hiện được không khí vui nhộn của các con vật khi đến thăm bờ tre. Ở trong bài có một số từ khó, chúng ta luyện đọc. Tre, suốt, reo, trắng, im lặng, y ộp, vang lừng. Chúng mình đọc lại. Cô mời các con đọc cho cô mục từ ngữ trang 50, đó chính là phần giải nghĩa từ. Cò bạch, còn gọi là cò trắng, loài chim chân cao, cổ dài, mỏ nhọn, lông màu trắng. Đây chính là cò bạch. Bồ nông, loài chim mỏ to và dài, cổ có túi to đựng mồi. Đây chính là bồ nông. Bói cá, Loài chim mỏ dài hay nhào xuống nước để bắt cá chim cu chim thuộc họ bồ câu đầu nhỏ ngực nở đuôi vót đây chính là hình ảnh chim cu hình ảnh cò và bói cá các con ạ à, bài thơ bài bờ tre đón khách được chia làm bốn đoạn thơ đoạn 1 gồm 4 dòng thơ đầu, đoạn thứ 2 8 dòng thơ tiếp theo, đoạn 3 4 dòng thơ tiếp theo, đoạn 4 4 dòng thơ cuối cùng. Bây giờ chúng mình luyện đọc từng đoạn. Bờ tre đón khách, đoạn 1. Bờ tre quanh hồ suốt ngày đón khách, một đàn cò bạch hạ cánh reo mừng che chợt tưng bừng nở đầy hoa trắng đoạn thơ thứ hai đến chơi im lặng có bác bồ nông đứng nhìn mênh mông im như tượng đá một chú bói cá đỗ xuống cành mềm chú vụt bay lên đậu vào chỗ cũ đoạn thơ thứ ba ghé chơi đông đủ cả toán chim cu ca hát gật gù ổ che rất mát đoạn thơ thứ tư khách còn chú ếch ý ộp vang lừng gọi sao tưng bừng lúc ngày vừa tắt võ quảng chúng mình hãy bấm dừng video để luyện đọc từng đoạn đọc xong chúng mình lại bấm tiếp theo bây giờ chúng mình luyện đọc lại toàn bài Bờ chê đón khách, bờ chê quanh hồ suốt ngày đón khách, một đàn cò bạch hạ cánh reo mừng, chê chợt tưng bừng nở đầy hoa trắng, đến chơi im lặng có bác bồ nông đứng nhìn mênh mông im như tượng đá, một chú bói cá đổ xuống cành mềm, chú vụt bay lên đậu vào chỗ cũ ghé chơi đông đủ cả toán chim cu ca hát gật gù cổ che rất mát khách còn chú ếch ý ộp vang lừng gọi sao tưng bừng lúc ngày vừa tắt võ quảng cô mời chúng mình chuyển sang phần trả lời câu hỏi câu hỏi một có những con vật nào đến thăm bờ tre Chúng mình đọc thầm suy nghĩ để trả lời. À, có một đàn cò bạch, có bác bồ nông, có chú bói cá, cả toán chim cu và còn chú ếch. Đó là những con vật đến thăm bờ tre. Câu 2, kết hợp từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B. Các con suy nghĩ để trả lời câu hỏi 2. Chúng mình kết hợp đọc thầm lại bài bờ tre đón khách để chúng mình làm bài 2. Ở cột A, đàn cò bạch, chú bói cá, bầy chim cu, chú ếch, bác bồ nông. Ở cột B, gật gù ca hát, hạ cánh reo mừng, đứng im như tượng đá đổ xuống rồi bay lên y ụp y ụp vang lừng chúng mình đọc thầm bài một đàn cò bạch hạ cánh reo mừng vậy đàn cò bạch chúng mình nối với ý b hạ cánh reo mừng tiếp theo chú bói cá đỗ xuống cành mềm chú vụt bay lên đậu vào chỗ cũ Vậy chúng mình nối chú bói cá với đỗ xuống rồi bay lên. Bầy chim cu Ca hát gật gù à, Vậy chúng mình nối với ý gật gù ca hát. Thế còn chú ếch thì sao? Chú ếch thì ì ộp vang lừng. Thế còn bác bồ nông? thì đứng nhìn mênh mông giống như tượng đá. Vậy là chúng mình đã hoàn thành xong bài tập số Câu hỏi số 2, bây giờ chúng mình chuyển sang câu hỏi số 3. Câu thơ nào thể hiện niềm vui của bờ tre khi được đón khách? Chúng mình đọc thầm bài thơ để trả lời câu hỏi. Che chợt tưng bừng nở đầy hoa trắng đó là câu thơ thể hiện niềm vui của bờ tre khi được đón khách câu hỏi số bốn tìm tiếng cùng vần ở cuối các dòng thơ trong đoạn thơ thứ nhất đó là tiếng khách tiếng bạch khách và bạch đều có vần ách mừng và bừng đều có vần ưng đó là những tiếng cùng vần ở cuối các dòng thơ trong đoạn thơ thứ nhất bây giờ chúng mình cùng đọc thầm để đọc thuộc lòng bài thơ bờ che quanh hồ suốt ngày đón khách một đàn cò bạch hạ cánh reo mừng che chợt tưng bừng nở đầy hoa trắng chúng mình đọc lại bờ tre quanh hồ suốt ngày đón khách một đàn cò bạch hạ cánh reo mừng che chợt tưng bừng nở đầy hoa trắng. Đoạn thơ thứ hai, đến chơi im lặng, có bác bồ nông, đứng nhìn mênh mông, im như tượng đá, một chú bói cá, đỗ xuống cành mềm, chú vụt bay lên, đậu vào chỗ cũ. Cô che lại, chúng mình luyện đọc lại. Đến chơi im lặng, có bác bồ nông đứng nhìn mênh mông im như tượng đá một chú bói cá đỗ xuống cành mềm chú vụt bay lên đậu vào chỗ cũ đoạn thơ thứ ba ghé chơi đông đủ cả toán chim cu ca hát gật gù Ổ oh, che rất mát Cô che lại Chúng mình luyện đọc Ghé chơi đông đủ Cả toán chim cu Ca hát gật gù Ổ oh, che rất mát Đoạn thơ thứ tư Khách còn chú ếch Ý ộp vang lừng Gọi sao tưng bừng Lúc ngày vừa tắt Võ quảng Chúng mình luyện đọc lại Khách còn chú ếch Ý ộp vang lừng Gọi sao tưng bừng Lúc ngày vừa tắt Võ quảng Bây giờ cô che hết lại Chúng mình sẽ luyện đọc thuộc lòng Bờ che đón khách bờ tre quanh hồ suốt ngày đón khách một đàn cò bạch hạ cánh reo mừng che chợt tưng bừng nở đầy hoa trắng đến chơi im lặng có bác bồ nông đứng nhìn mênh mông im như tượng đá một chú bói cá đỗ xuống cành mềm chú vụt bay lên đậu vào chỗ cũ Ghé chơi đông đủ, cả toán chim cu, ca hát gật gù, ồ che rất mát, khách còn chú ếch, ý ộp vang lừng, gọi sao tưng bừng, lúc ngày vừa tắt, võ quảng. Tiếp theo chúng mình chuyển sang phần luyện tập theo văn bản đọc. Câu 1 tìm từ ngữ trong bài thể hiện niềm vui của các con vật khi đến bờ tre chúng mình đọc thầm lại bài thơ suy nghĩ để trả lời đàn cò bạch thì reo mừng đàn chim cu thì ca hát gật gù chú ếch thì ý ộp vang lừng đây là những từ ngữ thể hiện niềm vui của các con vật khi đến chơi bờ tre. Câu 2, đặt một câu với từ ngữ vừa tìm được ở bài 1. Chúng mình đặt câu với từ reo mừng, ví dụ: đàn cò reo mừng. Đàn chim cu hát gật gù. Chú ếch ý ộp vang lừng và các con lưu ý đầu câu viết hoa cuối câu viết dấu chấm các con thân mến qua bài thơ các con thấy bờ tre rất vui mừng khi đón khách khi có khách đến chơi các con cần phải vui vẻ niềm nở đón khách nhé Cô mời các con chuyển sang tiết 3, viết. Các con viết thứ ngày tháng, tiếng Việt và viết tên bài thơ Bờ tre đón khách, mở ngoặc, nghe, viết. Các con sẽ viết từ bờ tre quanh hồ cho đến đậu vào chỗ cũ. Các con nghe cô đọc một lần. Bờ tre quanh hồ suốt ngày đón khách một đàn cò bạch hạ cánh reo mừng che chợt tưng bừng nở đầy hoa trắng đến chơi im lặng có bác bồ nông đứng nhìn mênh mông im như tượng đá một chú bói cá đỗ xuống cành mềm chú vụt bay lên đậu vào chỗ cũ. Các con lưu ý trong bài viết có một số từ các con cần lưu ý để khi viết cho đúng. Đó là từ tre là trở. Quanh. Suốt. Reo. Và những chữ đầu dòng thơ các con viết hoa lùi vào hai ô vì đây là bài thơ được viết theo thể thơ bốn chữ từ lặng lặng im lặng các con viết chữ l cao hai ly rưỡi bồ nông bây giờ chúng mình ngồi thật ngay ngắn đúng tư thế cầm bút đúng để chúng mình luyện viết bài bờ che đón khách các con kết hợp bấm dừng video để luyện viết. Viết xong chúng mình lại bấm tiếp theo. Bờ tre quanh hồ suốt ngày đón khách một đàn cò bạch hạ cánh reo mừng che chợt tưng bừng. Các con bấm dừng để viết. Viết xong các con lại bấm tiếp theo. Nở đầy hoa trắng đến chơi im lặng có bác bồ nông đứng nhìn mênh mông im như tượng đá một chú bói cá đỗ xuống cành mềm chú vụt bay lên đậu vào chỗ cũ các con bấm dừng video để viết bài viết xong chúng mình lại bấm tiếp theo cô mời các con chuyển sang phần bài tập. Bài 2, chọn giờ hoặc di thay cho ô vuông. Các con suy nghĩ để điền, sau đó đối chiếu với bài của cô. Cây dừa xanh tòa nhiều tàu. Giang tay đón gió gật đầu gọi trăng. Trần đăng khoa. Các con điền giờ. Giờ. Vị trí đầu câu các con viết hoa. Điền di. Bài 3 chọn A hoặc B. Cô hướng dẫn lớp mình cả hai phần. Các con suy nghĩ để điền. Điền xong, các con đối chiếu với bài của cô. Chọn yêu hoặc ưu thay cho ô vuông. Xe cứu hỏa chạy như bay đến nơi đám cháy. Chim hót ríu rít trong vòm cây. Cây bưởi nhà em quả sai chĩu cành. B. Chọn ướt hoặc ướt thay cho ô vuông. Hoa thược dược nở rực rỡ trong vườn. Những nàng liễu rủ lướt. Thướt tha bên hồ. Nước ngập mênh mông. Các con đối chiếu với bài của cô. Cô khen những bạn làm đúng. Những bạn nào làm chưa đúng, các con chữa bài tiết 4 luyện từ và câu câu 1 xếp từ vào nhóm thích hợp từ chỉ con vật, từ chỉ bộ phận con vật đầu dê cổ bò chân lợn đuôi cánh mắt mỏ gà vịt với các từ này thì những từ nào là từ chỉ con vật đầu dê dê là từ chỉ con vật cổ bò bò là từ chỉ con vật chân lợn lợn là từ chỉ con vật đuôi cánh mắt mỏ gà gà là từ chỉ con vật vịt là từ chỉ con vật vậy có năm từ chỉ con vật còn các từ còn lại là từ chỉ bộ phận của con vật. Vậy từ chỉ con vật là dê, bò, lợn, gà, vịt. Từ chỉ bộ phận của con vật đó là đầu, cổ, chân, đuôi, cánh, mắt, mỏ. Bài 2: Tìm từ ngữ chỉ đặc điểm bộ lông, đôi mắt, cặp sừng của từng con vật trong hình. Trong hình của mình có con chó, con trâu, con trâu nhỏ gọi là con nghé, gà, gà con và con mèo. Bây giờ chúng mình tìm từ chỉ đặc điểm về bộ lông, về đôi mắt, về cặp sừng, vân vân của từng con vật ở trong hình. Chúng mình quan sát con chó. Từ chỉ đặc điểm của con chó đó là tai cụp, mũi thính, mắt to. Thế còn đặc điểm của con gà, lông vàng óng, màu đỏ, chân vàng và gà mẹ thì có lông màu nâu. Đặc điểm của con trâu, sừng nhọn, lông đen, tai to, đuôi dài, vân vân. Đặc điểm của con mèo Mắt xanh Ria trắng Lông vằn Vân vân Câu 3 Đặt một câu về một bộ phận Của con vật nuôi trong nhà Mẫu Lông gà con vàng óng Chúng mình đặt câu về Một bộ phận của con vật Ví dụ Đôi tai chó cụp sừng trâu cứng và nhọn ở đầu mỏ con gà màu vàng mũi con mèo rất thính màu con gà đỏ tươi lông gà mềm mượt các con có thể tìm thêm đặc điểm các bộ phận của con vật trong nhà để chúng mình đặt câu và chúng mình nói cho ông bà bố mẹ người thân bạn bè của mình nghe những câu mà mình tìm được các con nhớ đầu câu viết hoa, cuối câu viết dấu chấm. Và đây chính là những câu nêu đặc điểm các con ạ. À. Câu nêu đặc điểm. Bộ phận thứ nhất là từ chỉ sự vật và bộ phận chính thứ hai đó là từ ngữ nêu đặc điểm thì đó chính là câu nêu đặc điểm. Tiết 5 luyện viết đoạn. Bài 1 đọc đoạn văn sau và kể lại các hoạt động của nhà gấu vào mùa xuân mùa thu và mùa đông nhà gấu ở trong rừng nhà gấu ở trong rừng mùa xuân cả nhà gấu kéo nhau đi bẻ măng và uống mật ong mùa thu gấu đi nhặt quả hạt rẻ gấu bố gấu mẹ gấu con cùng béo rung rinh bước đi lặc lè lặc lè béo đến nỗi khi mùa đông tới suốt 3 tháng rét cả nhà gấu đứng tránh gió trong gốc cây không cần đi kiếm ăn chỉ mút hai bàn chân mỡ cũng đủ no tô hoài vậy trong đoạn văn vừa rồi thì các con thấy mùa xuân hoạt động của nhà gấu là gì mùa xuân cả nhà gấu kéo nhau đi bẻ măng và uống mật ong thế còn mùa thu thì hoạt động của nhà gấu là gì à gấu đi nhặt quả hạt rẻ thế còn mùa đông thì hoạt động của nhà gấu là gì cả nhà gấu đứng tránh gió trong gốc cây không cần đi kiếm ăn, chỉ mút hai bàn chân mỡ cũng đủ no. Đó chính là hoạt động của nhà gấu vào mùa xuân, mùa thu và mùa đông. Câu 2, viết 3 đến 5 câu kể lại hoạt động của một con vật mà em quan sát được. Các con có thể viết nhiều hơn 5 câu càng tốt. Gợi ý Em muốn kể về con vật nào? Em đã được quan sát con vật đó ở đâu? Khi nào? Kể lại những hoạt động của con vật đó nêu nhận xét của em về con vật đó. Dựa vào câu hỏi gợi ý để chúng mình viết 3 đến 5 câu thành một đoạn văn. Kể lại hoạt động của một con vật mà con quan sát được các con tham khảo bài viết của cô chủ nhật em được đi chơi vườn bách thú ở đây có rất nhiều loài động vật nhưng em thích nhất là chú khỉ chú rất nhanh nhẹn nghịch ngợm ở trong chuồng chú nhảy khắp các cành cây chú còn đưa tay ra để xin khách tham quan đồ ăn trông chú ngộ nghĩnh như đứa trẻ em rất thích chú khỉ đó ở trong bài là kể hoạt động của một con khỉ ở vườn bách thú. Các con tham khảo bài tiếp theo. Nhà em có một bể cá vàng, trong bể có rất nhiều chú cá đủ màu sắc đang bơi lượn tung tăng. Mỗi buổi sáng em thường cho chúng ăn. Khi chúng nhìn thấy mồi là ngoi lên mặt nước để đớp lấy. Em thấy rất thích thú khi được nhìn ngắm chúng. Các con hãy bấm dừng video để chúng mình viết bài dựa vào câu hỏi gợi ý, dựa vào bài mẫu của cô để chúng mình viết một đoạn văn kể lại hoạt động của một con vật mà con quan sát được. Viết xong chúng mình lại bấm tiếp theo. Tiết 6 đọc mở rộng. Câu 1 mang đến lớp sách báo viết về một loài vật nuôi trong nhà. Cô giới thiệu với các con một số loại sách viết về một loài vật nuôi trong nhà đó là sách Đàn gà mới nở của Trần Đăng Khoa, Chú chống cha choai của Hải Hồ, Chú mèo con của Nguyễn Đình Thi. Các con sẽ tham khảo những bài viết về loài vật nuôi trong nhà. Câu 2 cùng đọc với các bạn và trao đổi một số thông tin về loài vật đó. Ví dụ, tên loài vật đó là gì? Loài vật đó ăn gì? Đặc điểm nào khiến em nhớ nhất về loài vật đó? Các con tham khảo bài viết. Tên loài vật đó là con chim khứu. Thức ăn, chim khứu ăn tạp. Nguồn thức ăn khá đa dạng, gạo, gạo rang, cám trộn trứng, cào cào, thằn lằn, vân vân. Đặc điểm được ghi nhớ nhất của loài vật, chim khứu hót hay, bắt chước được nhiều giọng, bắt chước được tiếng người rất nhanh. Đó là thông tin về loài chim khứu. Các con hãy nói về loài vật mà con biết cho ông bà, bố mẹ, người thân và bạn bè cùng nghe. Các con thân mến, bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Các con hãy luyện đọc lại bài, ôn lại nội dung bài học. Các con có thể tìm hiểu thêm về nhiều loài vật khác nữa. Cô chào các con. Hẹn gặp lại các con ở những bài học tiếp theo. Các con hãy bấm like và nút đăng ký để nhận được thêm những video mới tiếp theo của cô.